Nó kết nha mon. Này là máy kết nha mon các bạn. Chế mà. Mình chế mà. Ai kiểu gì làm đó các bạn. Cái này mới có cũ người ta làm ngoài thôi, ở dưới này cũng có nhà màu nền mã nè. Chủ nhà kêu bắn cây bỏ, cây vuông bỏ. Mua ốc giờ đủ rồi, nó không có quá nhiều. Mà mình lót ra thêm mấy miếng gạch. Có lót chỗ này không? Lót gạch chỗ này, lót gạch ra chỗ này. Tính làm vòng thành luôn. Mà anh hai nó làm không kịp. Hướng lại. Làm chưa nổi anh Tám, thằng có tiền. Với lại hỏi ông ấy, ông không cho. Hồ á? Ông họ Hồ á, ông cho, ông... Chừng nào có tiền, ấy tiền. Anh muốn mận gì đấy, cô chừng hững tôi đâu biết. Chưa nghe gì hết á. Khi cái quan với đó nó nói gì? Mình không quay tay luôn, không nhờ cậy chắc nó không xong, nó đi tìm cho mình quá. Mấy cái vụ cướp ngân hàng rồi nó làm nó có tiền, còn ngủ mấy vụ này không có tiền chắc. Này là mình uống nha, uống nhà ngọt nha mà. Nào này đủ giờ. Tòa này nằm dèm sông Thái nè, ngon. Đè mạnh xuống. Thái này các bạn. À. Nó nấu. Để dưới đi chưa xài tới tí. Thank you.
Giờ thả con xéo nha mọi người. Đó, xéo nè. Này chữ A. Chạy cái núm. Dưới ấp gạch hai bánh ú cọp nha, cọp xây hết nè. Sỏi hả? Thôi được rồi, 50-50 được rồi. Mình thấy đẹp nha mặt tiền. Mai ấy hết hồ rồi. Mai chét thêm miếng. Mai làm thêm. Rồi bỏ cái này vô trong thùng ngâm đi. Chọt mấy hai thước dài gì đi, hai thước dài đâu làm gì đâu ta. Rồi khúc xi măng đó đậy lại. Tối mưa cái nó tạt.